Dạ, ngày hôm nay con đi cho con biết được hoàn cảnh của đi lượm ve chai nó hai bà cháu nên con đến con tâm sự và con chia sẻ để con trao món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ. Dạ, bây giờ con xin chào bà. Bà tên gì, nhiêu tuổi rồi? 63 tuổi tên Nghĩa. Vậy hả? Dạ. Khổ lắm. Giờ mang cái bệnh trèo đường sống không có tiền chữa trị nữa. Khổ lắm. Nghĩa là chèo Bố xương sống hả bà? là đau lắm. Là chèo xương sống rồi bó, cái đó là bó cái gì? Cũng như mình đi đường xa để cho đừng có trèo Nghĩa hả? cho nó đỡ. Chứ giờ là phải đi khám nhiều tiền lắm, không có tiền khám nữa. Uống thuốc hoài luôn nè, nãy đi trên kia mua thuốc xong mà chưa uống vô nữa đó. Khổ lắm rồi, giờ ở với cái chòi mà làng điện cao thế, cái giật chết như nào không hay. Sao không có ở xích qua chỗ khác hay sao mà ở Không vậy có đó? chỗ, đâu có tiền đâu mướn nhà. Hai mà nhỏ này nó khóc hoài, nó sợ điện giật đó. Nhưng mà xã ta cũng cho ở, tại mình ở đại, xã cũng la hoài à. Khổ quá, con làm ơn giúp gì cho cô số tiền giám bệnh với lại lo cho nhỏ này. Mẹ nó chết ngoài đường rồi, không có chết ở nhà, bị nó khùng 4-5 năm nó đi ngoài đường rồi bị Covid chết luôn rồi. Người ta nói không có gặp nó luôn. Rồi có lấy xác của con gái của Không, cô về không? nếu mà được ở nhà thì nhà nước lo hết rồi, này nó lên lên ngoài đường thành ra đâu có ai lo đâu. Có hai bà cháu giờ khổ không có làm gì được, giờ đi lượm ve chai kiếm sống một ngày gì, khi cô bác lại xin cô bác mấy cái gạo về ăn. Khổ lắm, giờ có cái bệnh nặng về không tiền chữa trị cho con. Rồi có bệnh gì nó không nói ra đi. Đau bao tử nhiều lắm, khớp xương, chẹo cái lưng này là nặng nhất. Hổm dài là cô không có làm gì được, đi là đi ráng đi chứ cô đi cũng nổi luôn. Không lo nhỏ này sao được, nó còn nhỏ quá. Hai bà cháu còn dài bệnh quá trời đau luôn. Rồi cái bé này còn cha gì không con? Không, cha nó bỏ nó từ lúc bé luôn rồi, bỏ từ lúc mẹ nó khùng bỏ đi lang thang bây giờ bỏ nó luôn rồi. Rồi cháu của cô bé này tên gì, nhiêu tuổi rồi? Tên Kha Thanh Vân, 12 tuổi, sinh 2010 á con. Rồi có học hành gì không con? Hôm tối về Có cô học mua hành sách gì cho không nó, bà? nhà nó học, dạy nó học, nó biết chữ rồi nhưng mà nó không biết toán. Tụi cô đâu biết toán, tôi dạy toán. Chỉ dạy chữ thôi hả Dạy bà? chữ cho nó biết đi đường thôi, cho nó đừng có lạc. Nó vậy thôi chứ giờ, bởi con xuống cái chòi, thấy chòi cô che bằng bao bọc không à. Bao, đồ lụm bao, che lên nó nóng lắm con ơi. Ở trên thì ba mấy miếng tôn mũ dột nát luôn. Giờ khổ lắm thiệt, hoàn cảnh cô sống không bằng chết. Rồi cô chết rồi, cả nghiệp nó khổ. Thành ra dáng giờ gặp con là mừng lắm thiệt á. Cô đi cô giá hoài, giá gặp người nào giúp đỡ như muội lên. Nó ở hoài á, nó tên muội nhưng mà ở trong giấy nó tên là Kha Thanh Vân. Khổ quá con ơi, sáng giờ đi lượm có một miếng bán được có 17.000, nhà chạy xíu ơn làm phước cho cô đi khám bệnh đi cô. Tại vì người ta nói cô phải đi chụp hình á, cô mới biết được cái này ta sửa lại cô mới được. Chứ mấy đau hoài luôn, của mình nằm hai bà cháu á, nhân hai cái võng nằm ở nhà, tại vì ở đó rắn được không, bị trong đó là cỏ được không à, trong cống bố nước mà mưa ngập mà đĩa rồi rắn không, rắn thì nó bò vô cái dòng cây sợ trắng trắng lục xanh không à, cái cô đập nó chết. Khổ lắm con ơi, ở với cái làm điện đâu thế, nhà nước không có cho ở, nhà nước nói cho cô ơi, không phải con không cho cô ở đâu, điện mưa sấm sét xuống là hai bà cháu chết. Nhưng mà cũng gán ở đó luôn hả? Ở mấy năm rồi mà cô che mấy tấm tầm lụm mấy tấm mũ á che lên, còn ở quanh quanh nhà thì toàn là bao bọc bằng bọc ni lông không à. Đó, con lên mới gặp con, ông bà cũng linh thiêng quá à. Rồi cái nè con hỏi nè, băng cái đó là cái đồ nịt bụng hay là cái cái đồ đồ nịt gì? cái đồ mà người ta bán ở ngoài, người ta khi mà bán cho những người bị xương khớp mà không không ổn á đó. Con nói người ta Có biết khi nào mở ra không? Có mở khi được đâu con mở thứ hai à, cái đó đó hả, mở cái miếng đó vậy nè, à? Nè cũng như là con bị cái lưng con bị không ổn định phải không, con mới thấy vô vậy để cho nó giữ vững, khi mà mình lỡ cái nó không có chẹo mình xuống, chứ để mà con lỡ cái nó chẹo xuống gãy luôn sao đó, là làm vậy đó. Vậy là tối là bà dạy cho cháu học bà chữ thôi học chữ chứ thôi, không có học cho biết đến lớp toán đến trường gì hết. không
con nó đi nguyên ngày đó, đi nguyên ngày. Rồi là cháu đi lụm với bà luôn á hả? Dạ. Dạ cô biết kia chú Hưng ơi, bận cái áo lem hết rồi giờ. Dạ. Nói gì? Nhờ con giúp đỡ cho cô tiền cô đi chụp hình. Sớm. Không có tiền bởi vì mới không đi chụp hình không, luôn không chụp được. Hỏi con là chụp hình thì phải có thuốc. Yeah. Rồi mà bó là càng mắc tiền hơn nữa. Yeah. Tại vì người ta làm nhà thương sùng chính người ta làm tiền không à. Yeah. Người ta nói giao ở chuyên khoa người ta làm mới đúng mới mau hết. Chứ cô đi sầm bậy bạ rồi không có hết. Thì cô cứ chờ đợi hoài à. Thành ra hả chứ có tiền đi con ơi. Dạ yeah. Cái bao này lụm da chai đó hả bà? À, bao có khi lại bán da chai cô cũng có bao nhiều lắm. Yeah. Nhưng mà đi lụm ngoài đường thiếu chai vậy là cái vỏ này, vỏ này đựng cho đựng như chai bỏ vô xong cái bán. Dạ. Bán được nhiều, bán được nhiều tiền hơn không mà sáng giờ là ví dụ một ngày mình đi nguyên ngày đi. Dạ. Bán cho 70-80 rồi có khi 100. Dạ. Khi đi lụm nhiều lắm hả? Con thấy nắng cô đen luôn. Dạ. Dạ. Mà đội nón như nhức đầu không đội nón được. Dạ. Mấy chú công an nói sao con đội nón giờ cái không có phạt nhưng mà ý là con nói cô đội nón đi để bệnh. Dạ. Dạ. Cô đi không bỏ nó bệnh luôn, cảm luôn. Lúc nào cho mình có cảm luôn. Khổ quá con ơi giờ. Rồi bé này biết mặt của mẹ của cha gì không bà? Không. Mẹ nó thì nó biết. Yeah. Nhưng mà cha nó không biết. Không biết. Mẹ nó biết, cha nó không biết nhưng mà mẹ nó đi. Hồi đó nó bị tâm thần. Hồi nhỏ, hồi đó nó mười mấy tuổi nó bị là đi điều trị nữa con. Sau đi nó lấy chồng, sao nó bị lại. Bị lại chồng nó bỏ nó luôn. Lẽ yeah. Nhỏ này ra nè. Ba nó bỏ nó luôn. Yeah. Bỏ lắm con ơi, giờ có hai bà cha. Nếu một có một điều ước mơ trong cuộc sống này, bà có ước điều gì không? Có chứ, bà ước có một căn nhà nhỏ đàng hoàng để cho cháu nó ở. Cháu nó ở. Có thằng cậu hai mươi mấy tuổi đi tù 7-8 năm rồi. Nó nghe lời người ta. Yeah. Là bà chỉ có hai đứa con thôi, đứa nhỏ này với lại thằng hai mấy tuổi. Yeah. Nghe lời người ta nó đi ba cái hàng đá gì đó. Yeah. Rồi cái người ta bắt nó ra về báo cho cô là đâu có cứu nó được đâu. Bây giờ là nó ở ngoài bố lá là nó mới 7-8 năm tù mà giờ mới có 2 năm mà. Đó, bây giờ làm gì nuôi? Giờ đâu là giờ ví dụ ở nhà đi lụm đến được nhiêu được mua được miếng khô ra cho nó ăn. Đỡ cho nó ăn hai bà cháu. Rồi nghiệp nó dán làm cái tiền nuôi cậu. Giờ ra cô lại quý tò ơi giúp giùm tôi đi cho nó về sớm nó nuôi nhỏ cháu ngoại tôi vì không có cha mẹ. Yeah. Tôi không biết sống như nào. Rồi tò tao biết nếu đã mười mấy năm á mà tò người ta thương rồi giảm đó. Tò thấy ông mẹ già tội nghiệp quá giờ thôi giảm cho 7-5 mấy trong mười mấy năm á con. Thành ra nó giờ nó biết làm gì kiếm tiền nuôi cậu muốn cậu về sớm nuôi hoài chờ nó về cháu bà cũng chết rồi. Đúng là bệnh hoài, bệnh đầm lưng đó. Ô cử gì đau mấy năm đau lắm. Rồi giờ lại bị cái lưng nữa. Đi trên đường nó đau khổ lắm, đau lắm con ơi. Chạy mà dằn cái nước mắt tuôn luôn. Mà giờ anh gặp con cũng về gian giá chờ Phật lại giúp được nhiều cô cũng ít nhiều cô cũng mừng. Anh cô đi khám bệnh được mừng để lo cho nhỏ này thôi. Con mừng lắm con ơi. Có một điều ước mơ con có ước gì không? Con được có mẹ để nuôi con với ngoại. Ừ. Với lại phụ cậu đến nuôi ngoại con khỏe mạnh. Ừ. Thương quá à. Cô chú ơi. Áo nè, áo đồ à. Dính nhớt, dính lem đồ gì hết rồi. Nhờ Nam Mô Di Đà Phật. Thì nay có cái duyên lành con thấy được bà đi lụm ve chai để quăng đi lụm ve chai để kiếm tiền thì con cũng con ở đây có mang món quà của cô Vicky với chú Hưng ở Mỹ. Đây là cũng món quà tình thương bà he, để gửi tặng bà áo ấm và nón len khi mùa đông về để bà có thể mặc cái áo ấm này và đội cái nón này lên để đi lụm ve chai cũng trong cái mùa đông lạnh giá. Con xin trao tặng món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng. Xin cảm tạ món quà tình thương của cô Vicky, chú Hưng rất nhiều. Chúc cho vợ chồng của cô chú muôn đời bình an. Bây giờ bà mặc áo vô đi ha. Xong rồi bà đợi nón. Nè con đợi nón cho ngoại của con.
Rồi ở dưới đây lên. Tháo ra đâu? Dạ, nó tháo ra. Rồi, con đợi lên cho ngoại xem. Dạ. Áo này mặc ấm lắm á con. Dạ. Nhưng mà con đội lên cho ngoại đi muội. Để đây mất vậy. Con về không? Dạ. Nè kéo này xuống. Đó. Cái này ấm lắm á. Ấm lắm con. Dạ. Ngồi muội con ngồi xuống đi. Xin cảm ơn cô Vicky. Cô Vicky. Xin cảm ơn cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ, cảm ơn rất nhiều. Cô chú may mắn, gặp nhiều điều may mắn, và khỏe mạnh. Dạ, con cảm ơn ông bà ở bên Mỹ đã cho ngoại con đồ ấm để sưởi ấm trong đông lạnh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm tạ món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ rất nhiều, đã trao tặng cho bà cái áo ấm và cái nón len khi mùa đông về ấm áp. Thương con nhỏ, bây giờ mồ côi cha, mồ côi mẹ, sống với bà ngoại lay lắt qua ngày. Đồ thì cũng chẳng có được trọn vẹn. Đó, bằng một cái chiếc áo lấm lem, rồi cũng không có học hành gì hết bởi vì hoàn cảnh nghèo. Nhìn thấy rất là xót xa và chạnh lòng khi con đến đây, con nghe được cái câu chuyện này của hoàn cảnh bà. Thấy cháu cũng rất là đáng thương và tội nghiệp. Xin cầu chúc cho cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ muôn đời bình an, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Vì con xin được chào bà nha bà, chào cô chú, chào con luôn nha. Nếu có đủ duyên lành, con đến với bà. Làm ơn giúp cho cháu siêu âm bây giờ đi, nó bị đau bụng hoài mà uống thuốc cả tháng này nó không bớt, tại vì mấy cô y tá nói cháu phải siêu âm. Không siêu âm uống thuốc hoài là nó dở bệnh, nó bệnh nặng, thành ra ngừng thuốc không dám uống, nó cứ đau ngầm ngầm hoài. Con đau, con đau bụng chỗ nào? Đau bụng chỗ nào? Con đau ở đây. Cứ đau rồi uống thuốc hoài không bớt con, mà giờ cô y tá không dám bán nữa. Cô nói ha, bán nhiều uống nó đổ bệnh, nó tội nghiệp nó. Giờ biểu siêu âm biết cái dòng bụng sao, bác sĩ sẽ cho thuốc uống nó sẽ ổn. Bây giờ đóng tiền để siêu âm con. Cả tháng ngay luôn rồi đó. Con đi lượm cũng không đủ đâu hết trơn. Khổ lắm con ơi. Giờ phải có 100 mấy cũng được, chắc siêu âm chỉ 100 mấy nè. Cho nó đi siêu âm, giờ cái bác sĩ cho tô mua thuốc từ từ uống. Tôi rầu quá.